chỉ cần chấp nhận, chỉ cần chấp nhận mình trong thực tại, chỉ thực sự trân quý những gì mình đang hiện có và chấp nhận những gì mình đang hiện có, đó là hạnh phúc nhất, dù nó là một điều tạm gọi là không như ý. Và nếu như chúng ta đi tìm một cái gì thực sự không đang có mặt trong khoảnh khắc của hiện tại là chúng ta đã không đồng ý với cái đang có mặt trong hiện tại, thì đó là hai cái khổ đau cùng một lúc có mặt. À, nhớ là không chấp nhận những gì mình đang có trong hiện tại và đi tìm những cái gì mà không đang có trong hiện tại, đó là hai cái khổ đau đồng thời có mặt cùng một lúc. Và là gì? Cầu bất đắc khổ và hoán tán hồi khổ. Bởi vì khi mình không chấp nhận cái mình đang có và mình đi tìm cái không có là mình đã khổ hai cái. Vậy thì hãy có mặt trọn vẹn và chấp nhận những gì nó đang hiện có cho mình, dù nó là cái mình không mong muốn. Và nên nhớ cái không mong muốn đó lại là cái để giúp mình chuyển hóa những cái nghiệp thức bất như ý của mình. Chỉ có điều là mình chấp nhận nó với thực tại và đừng phản ứng với nó mà thôi. Còn ngược lại, khi mà cái mà mình có được mà mình ưa thích thì nó càng thay đổi nhanh chóng, nó càng biến hoại vô thường. Thành ra cái đó là cái khổ thứ ba, và ba cái khổ căn bản đó nó cứ quay chúng ta mãi. Vậy thì hãy sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của hiện tại và chấp nhận tất cả những gì mình đang có, đó là thực sự hạnh phúc. Vậy thì chúng ta hãy đón nhận từng khoảnh khắc một, từng hơi thở một, để chúng ta còn có thể duy trì sự sống thân và tâm của mình. Rồi, không giờ đã điểm, nhờ ban tổ chức cho vài đón chào năm mới. Xin chúc cho mọi nhà cùng người thân hân hoan đón xuân. Năm cũ đi, năm mới sang, đón thêm bao tin vui nơi nơi. Chào năm mới trong gió xuân an lành, rộn ràng bao câu ca thắm tươi. Ai cũng vui bên gia đình, chúc năm nay an khang mọi nhà. Happy New Year, Happy New Year, nào bạn ơi, hãy ngân lên khúc ca tươi vui, chúc cho nhau những câu yêu thương một năm mới an lành. Happy New Year, Happy New Year, nào cùng nhau hát vang lên Happy New Year, đến nơi nơi hãy nắm giây phút giao thừa. Tên cho mọi nhà, tên cho mọi người. Happy New Year, Happy New Year, nào bạn ơi, hãy ngân lên khúc ca tươi vui, chúc cho nhau những câu yêu thương một năm mới an lành.
xin chúc cho ông bà và mẹ cha được luôn sống lâu vui đón xuân bên cháu con bé thơ đang mong bao lì xì. Ngày đầu năm ai cũng vui sum vầy cầu tình duyên mình đi lễ chùa trong nắng xuân. Cho nhau những câu yêu thương một năm mới an lành. Happy New Year, Happy New Year, nào cùng nhau hát vang lên Happy New Year. Đến nơi nơi hãy nắm tay nhau chờ giây phút giao thừa. Tên cho mọi nhà. Happy New Year. Nào bạn ơi, hãy ngân lên khúc ca tươi vui, chúc cho nhau những câu yêu thương một năm mới an lành. Happy New Year, Happy New Year, nào cùng nhau hát vang lên Happy New Year. Đến nơi nơi hãy nắm tay nhau chờ giây phút giao thừa. Giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em và với muôn người, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước Nam rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả được gần nhau. Pháo nổ từng bừng đón xuân, trong tim bao người hát vang. Chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em và với muôn người, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước Nam rực rỡ.
cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc, mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả được gần nhau. Pháo nổ tưng bừng đón xuân, trong tim bao người hát vang, chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được giàu sang, chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Dạ, con mời thầy cùng với cả nhà mình chúng ta sẽ tiếp tục nghe thêm một bài thật là ý nghĩa trong đầu năm nữa. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đón nhận từ lời chúc của thầy. Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm lo, thoát đi đời gian lao nghèo khó. Chén quan san chúc người binh sĩ lên đàn, chiến đấu công thành sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Kia nơi xa xa có đàn mẹ già từ lâu mong con mắt luôn lệ nhòa, chúc bà một sớm sông hòa bình ngày máu xương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đợi anh về trong chén tình đầy vơi. Từ lâu mong con
si. Tiếng thì cà mép chấm pha tô nên đời mới. Bạn hỡi vang lên lời ước thiêng liêng, chúc non sông hòa bình hòa bình. Ngày máu xương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đợi anh về trong chén tình đầy vơi. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh chị em trong ban tổ chức, ban phụng sự cũng như toàn thể bà con cô bác mình đã có mặt hôm nay cùng với nhau trong giây phút thiêng liêng này. Và chúng ta nhớ là một lần nữa, không phải những lời chúc cho ngày mai, không phải những lời chúc cho sang năm, không phải những lời chúc cho ai ở bên ngoài. Và chúng ta nhớ một lần nữa là chính mỗi người chúng ta. Như chúng tôi nói là mình hãy là chính mình. Mình hãy chấp nhận mình như gì mình đang hiện là. Đừng mong mỏi một cái gì mà nó đang không thực có trong hiện tại. Tức là chúng ta đang tránh né một cái điều gì đó trong hiện tại, không thích một cái điều gì đó trong hiện tại, một cái điều tìm một cái gì đó không có trong hiện tại, là chúng ta đang có bao nhiêu cái khổ rồi. Những cái khổ rất căn bản. Vậy thì mỗi một người hãy thực tập đúng như những gì mà mình được chia sẻ. Chỉ cần tâm bình thì thế giới bình, phải không? Tâm bình thế giới bình. Và ông bà mình nói tâm bình thường thì đạo, tức là chỉ cần một cái tâm rất bình thường thôi là đạo rồi. Không đòi hỏi mình làm cái gì cao siêu đặc biệt, không đòi hỏi mình làm cái gì ở đâu hết cả, tức là chỉ chấp nhận với mình một cái tâm rất là bình thường, trọn vẹn cho chính mình, thì ngay đó là đạo. Chứ không phải đi tìm ở một nơi chốn nào khác, không cần phải dựa dẫm vào một cái gì khác hết. Và ngay trong cuộc đời rất bình thường của mình, khi tâm của mình bình an thì thế giới bình an. Thế giới ở đâu? Thế giới ngay trong chính mình. Và ngay cả bây giờ mình đi tìm phong thủy, tìm nhà cửa cũng vậy. Phong là gì? Phong là gió, thủy là nước. Vậy thì trong cơ thể chúng ta 2/3 là nước, và nhiều hơn nữa là cái bộ chỉ huy tối cao của nền não bộ, nó chiếm 80-mấy% là nước. Vậy thì cái gì để cho dòng nước nó lưu chuyển? Cái gì để cho dòng máu mình lưu chuyển? Là khí, là gió. Vậy thì hai cái yếu tố cơ bản đó, một cái đại diện cho phần thô là phần thể chất, một cái đại diện cho phần mình. Thì như vậy thân và tâm của mình nó hài hòa, nó có mặt trọn vẹn cho nhau, thì mình đi đến đâu, mình làm việc gì, nó cũng thành tựu, nó cũng tốt đẹp cả. Chứ đi mình đi tìm phong thủy ở bên ngoài, cái nhà nó có tuyệt vời cách nào, không khí môi trường nó có tuyệt vời cách nào, nhưng mà tâm của mình bất an, tứ đại của mình không điều hòa, thì làm gì có thế giới bình được. Ta nói tâm bình thì thế giới mới bình. Còn nếu mà tâm mình không bình an thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, rất là rõ ràng. Ngay trong đời sống bình thường cũng thế, và ngay trong đạo cũng vậy. Tâm bình thường thì đạo thôi, chả có cần đi phải tìm ở đâu bên ngoài, dựa dẫm bên ngoài hết, để rồi mình làm nô lệ mãi, cứ mãi đi làm nô lệ. Thành ra mong rằng chúng ta hãy biết trân quý những gì mình đang thực sự hiện có bên trong của chính mình.
và làm sao sống trọn vẹn nhất cho mình trong từng khoảnh khắc. Và cứ như thế thôi, khi mà mình có được cái điều mà rất bình thường, bình ổn như vậy, thì dù quý vị chẳng làm một cái gì hết cả, mình đã được bình an, mình đã được hợp nhất, và cái năng lượng bình an hợp nhất đó tự động nó sẽ lan tỏa ra tất cả những cái gì bên quanh, xung quanh mình, cây cối vạn vật muôn thú nó đều cảm nhận được hết, và nó có một cái sự đồng điệu hòa nhập cân bằng. Trời nắng, trời mưa, trời gió, trời lạnh, tất cả nó điều hòa. Từ ở bên trong mình điều hòa rồi thì bên ngoài điều hòa. Còn ở bên trong mình làm nhiều cách mấy mà mình bị tham, thì cái ngọn lửa tham của mình, mà bảo đảm tham nhiều bao nhiêu thì cái sân ấy, nó sẽ nhiều bấy nhiêu, thành từ cái ngọn lửa bên trong mình nó đã đốt cháy mình rồi. Càng làm nhiều bao nhiêu, tức là chất liệu nó đốt cháy càng nhiều bấy nhiêu mình khổ. Vậy thì hãy trở về có mặt trọn vẹn cho mình, chấp nhận những gì mình đang thực có, đang hiện có ngay bây giờ trong từng khoảnh khắc, ngay trong thân và tâm của mình, chứ không đi tìm cầu bên ngoài, không mong đợi một cái thứ gì khác. Thì như vậy mình được trọn vẹn rồi. Còn ngày nay thì chúng ta không tôn trọng chính mình, không trân quý chính mình, không chấp nhận chính mình cứ đi làm một cái gì đó bên ngoài, mình cứ đi mong một cái gì đó không có trong hiện tại, dù đó nhân danh là mong về cảnh giới của cực lạc hay của tịnh độ hay của niết bàn. Tất cả bên ngoài đều là ảo tưởng, tất cả bên ngoài đều là viển vông, nó không có trong giây phút hiện tại thì làm sao có tương lai, nó không có ngay bên trong mình thì làm sao có bên ngoài. Thành ra nếu chúng ta phải chấp nhận có mặt trọn vẹn và trân quý những gì thật có trong chính mình, thì mình sẽ cảm thấy mình giàu có và hạnh phúc. Và cái giàu có, cái hạnh phúc này thật sự nó, người nào càng đơn giản bao nhiêu, càng biết đủ bao nhiêu, sẽ cảm thấy mình giàu có bấy nhiêu. Cái gì mình cũng có hết khi mà mình đã cảm thấy chấp nhận mình đã có quá nhiều rồi. Còn cái người mà bây giờ có làm tỷ phú đi chăng nữa nhưng mà chưa thỏa mãn, vẫn đi chạy tìm cầu, vẫn mong mỏi bên ngoài, vẫn lao vào, thì như vậy mình vẫn còn nghèo lắm, mình vẫn còn bất an lắm, mình vẫn còn khổ sở lắm. Thì khi chúng ta có mặt trọn vẹn cho mình thật sự bên trong với từng khoảnh khắc của mình, hãy chấp nhận mình và sống trọn vẹn như vậy, thì dù mình không làm một gì cả, chúng ta đã làm tất cả, làm một cách rất là vô ngã, làm một cách rất là bình an, không cần ai biết hết cả, không cần phải có một cái sự công nhận, không cần phải có một cái sự hồi đáp nào hết, nhưng mà chính mình và mọi loài đều được hết. Còn mình làm mà mình lại hướng ra bên ngoài, mình làm mà mình bất an, mình làm trong cái sự mong mỏi, mình làm trong những cái sự ham muốn của mình, thì mình đều nhận lại những cái kết quả không như ý. Tại vì mình có mong mỏi là mình sẽ có cái sự không chấp nhận rồi, thành ra rốt cuộc mình cứ khổ mãi, nhân danh đi tìm đạo cũng khổ vì đạo mà mình không biết. Ha. Mình mong rằng chúng ta luôn luôn sống trọn vẹn cho chính mình trong từng khoảnh khắc một, trong từng niệm khởi một, và tâm bình thì thế giới sẽ bình. Cho dù cái hoàn cảnh bên ngoài nó có dao động như thế nào, nó có bất ổn như thế nào, nó có khó khăn như thế nào, nhưng mà khi mình đã chấp nhận chính mình có, đã có niềm tin chính mình rồi, thì chúng ta luôn luôn cảm thấy rất là bình an, rất là tự chủ, và đó là cái sự hạnh phúc thật sự, sự hạnh phúc thật sự. Và ai đến rồi cũng phải đi, phải không? Không có ai ở đây mãi. Cái giàu có, cái hạnh phúc bên ngoài nó chỉ là tạm bợ, mà bên ngoài càng nhiều bao nhiêu thì bên trong nó sẽ càng yếu bấy nhiêu, hình thức càng nhiều bao nhiêu thì nội dung nó sẽ kém bấy nhiêu, và những gì ở bên ngoài chắc chắn mình không mang theo mình được dù mình rất muốn. Ngược lại, những cái gì ở bên trong chính mình, thiện hay không thiện, hạnh phúc hay không hạnh phúc, bình an hay không bình an, tốt lành hay không, tất cả những cái đó mình bắt buộc phải mang theo dù mình có muốn hay không muốn.
Vậy thì mỗi người hãy sống trọn vẹn cho chính mình trong từng khoảnh khắc, trong từng niệm giới, thì chúng ta sẽ có được tất cả những gì cho dù mình không mong muốn, nhưng mà nó sẽ tự động đến với mình. Rồi, cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà khởi sự một năm mới với những gì tốt đẹp nhất, trọn vẹn nhất, thiện lành nhất trong từng niệm khởi của mình. Rồi, chào cả nhà. Mình sẽ cùng gặp nhau vào lúc 5 giờ sáng, bây giờ ngồi bình yên đầu năm. Con xin phép thầy có thể nán lại đôi chút để cho chúng con thay lời muốn nói. Con xin thay mặt cho tất cả các anh chị em trong ban tổ chức thuyền nguyện viên ở ba miền cùng toàn thể tất cả quý vị học viên thân mến, với cái lời chia sẻ đầu năm rất là thiêng liêng, giao thời mà năm nay thì chúng con đã được thầy khai thị những cái điều rất là chân thật, và cái điều mà thầy luôn luôn chia sẻ với chúng con đó chính là cái sự hiện thực hiện tại, và ngay cái giây phút này đó chính là có mặt một cách trọn vẹn nhất. Vậy thì đây là cái thời khắc mà chúng con cảm nhận cái sự trân quý ngay chính bản thân mình qua lời dạy của thầy với hơi thở, chứ không phải đi đâu xa cả. Và con cũng thay mặt cho tất cả các anh chị em và bà con gần xa gửi lời chúc đến thầy. Chúng con vẫn mong mỏi một điều rằng là mặc dù thầy nói rằng là phải có sự trưởng thành thôi, nhưng mà nếu như cái điều mà con nói ra thật từ tận đáy lòng thay lời muốn nói cho tất cả mọi người, thì vẫn luôn luôn mong sự hiện diện của thầy để dìu dắt, cho dù là chúng con có thể rằng là đã đi qua được một khoảng thời gian nho nhỏ được thầy dạy bảo, nhưng mà đối với chúng con thì vẫn luôn luôn có nhiều sự thiếu sót lắm. Đôi lần cũng đã làm thầy rất là không hài lòng, mặc dù đầu năm thì mình cũng sẽ không nói những cái điều này, nhưng đây những cái điều chân thành thay lời muốn nói cho tất cả các anh chị em, thì mong muốn rằng là chúng con vẫn luôn luôn thấy được sự hiện diện của thầy, để cho dù rằng là thầy có thể chưa được hài lòng hết tất cả những việc mà chúng con có thể thực hành, nhưng mà đâu đó chúng con còn rất là nhiều cái tập khí, vẫn còn rất là nhiều những cái thiếu sót, thì mong sao rằng là thầy sẽ nhắc nhở chúng con đúng lúc kịp thời, để làm sao mà chúng con mỗi ngày nhìn thấy tấm gương của thầy để chúng con soi chiếu, và chính là cái sự lan tỏa qua cái phương pháp này, những cái lời thầy dạy của chúng con thì chúng con đã ghi tạc trong lòng. Nhưng đôi khi con biết rằng là trong cuộc sống nó cũng sẽ có những cái điều mình không thể nào mà theo được như mình mong muốn, nhưng mà sự hiện diện của thầy chính là cái tuệ giác, bậc giác ngộ trong lòng chúng con, chứ không cần chúng con phải nhìn thấy Phật tánh ở đâu xa cả. Thì con đầu năm thì con xin gửi lời thay mặt cho hết tất cả các thiện nguyện viên, bà con gần xa cũng như trên tất cả các quốc độ, gửi lời biết ơn sâu sắc chân thành với sự có mặt của thầy đã có trong cuộc đời này, để cho chúng con có một cái bản đồ, một cái kim chỉ nam thật là vững vàng. Vậy thì sau đây con cũng xin cả nhà và thầy nán lại để xem cái lời chúc của thầy qua một clip nhỏ nhỏ chỉ vài giây thôi ạ. Vừa rồi là con đã gửi đến cho tất cả quý vị một cái lời chúc của thầy gửi đến cho cả nhà mình. Vậy thì con cũng sẽ xin phép được kết thúc tại đây và sẽ hẹn gặp lại cả nhà mình vào 5 giờ sáng hôm nay. Chúng ta đã qua cái khoảnh khắc của ngày mới rồi, nên sẽ 5 giờ sáng thì con sẽ xin kính mời toàn thể cả nhà mình dành thời gian để vào, để chúng ta sẽ có những khung thời gian ý nghĩa đầu năm, đúng không ạ?
Rồi, con nha. Biết ơn, cảm ơn thầy rất nhiều. Cảm ơn cả nhà.